Wow, hôm nay mình đi mua hàu sữa, hàu đại dương nhưng không mua được mọi người ạ. Đành phải mua hàu này 40.000 cân nhưng mà vẫn ngon. À, hàu này ngoài biển á, người ta sản xuất ra, người ta nuôi được á, có 4.000 một con. 4.000 một con á? 10 con 40.000 thì đấy. 4.000 một cân. 4.000 một 4.000 một con thì mình cân. cũng mua như thế luôn. Ok, hello tất cả mọi người đã quay trở lại với bữa ăn đêm của anh em mình nhá. Ô Hôm cách nay ly gió đói đây. đói quá mọi người ạ. Hôm nay đi chơi về xong rồi ăn À, cơm nửa buổi ấy quan trọng là hôm là nay đêm đói. anh em mình test cái mic livestream bằng điện thoại của anh em mình nhá. Vừa mới thử xem là cái mic này nó có ok không, ăn nó có ok không. Mic này thì dùng livestream cho iPhone quá là ok luôn. Anh em mà ai mà muốn mua hộ anh em mình mua hộ nhá. Có mic đôi là 600 mấy ấy, mic đơn thì có hơn 400 thôi. Không biết là hôm nay mọi người có nghe được cái tiếng chép chép chép. Hôm nay anh em mình có một món ăn đêm khá là đấy nhá. Hàu sống nha mọi người nhá. Đây. Ui, con này béo nhờ. Đây 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 đây. Hàu đợt này mua béo mút Ui. mọi người ạ. Hàu sống đợt này hơi bị béo luôn. Vào Đây, đi. vào đi. Thì em đấy. Em chế bát là Xì dầu xì đi. dầu một tạt cho nó đủ tầm sốc lên não. Đấy. Ui, Đầu trời tiên trời. người ta phải chuẩn bị một bát xì dầu. Đó. Ui. Một tạt cứ bóp vừa tay thì thôi. Nước chanh. Nước chanh nhá, Thêm nước một cốt đôi chanh mọi người đũa nhá. Đây. chịu được. Đây. Vào đây. Lâu lắm rồi anh em mình mới quay một video gọi là ASMR, người ta gọi là ăn ấy, nghe tiếng ăn ấy. Nói chung là tí nữa mọi người sẽ biết xem là cái tiếng của nó thế nào nhé. Ngon lắm. Đây. Xong chưa? Vâng. Sao tuyệt quá. Test, hôm nay test con mic đấy. Con mic này là con mic 5 triệu này. Con mic 5 triệu nhưng mà chỉ có một mic thôi. Con mic này cũng là mic Bluetooth, con này cũng là Bluetooth nhưng mà chuyên dùng cho điện thoại và những cái chân của iPhone. À, đưa, test, test, test. Đẫm luôn. Wow, hôm nay mình đi mua hàu sữa, hàu đại dương nhưng không mua được mọi người ạ. Đành phải mua hàu này 40.000 cân nhưng mà vẫn ngon. Hàu này ngoài biển á, người ta sản xuất ra, người ta nuôi được ấy, có 4.000 một con. 4.000 một con á? 10 con 40.000 thì đấy. 4.000 một cân. 4.000 một cân. 4.000 một con thì mình cũng mua như thế luôn. Con nào béo. Đấy, em làm hôm nay ngon này, hấp dẫn này. Ui, mọi người ăn nào mọi người phải xoắn cái cục thịt nhé. Cục thịt nó thì nạc ngon lắm. Cho hẳn bát nước chanh vào đây. Có chanh không anh? Dưới nước chanh lên cho nó tay tái. Đấy. Ăn nó chua chua, xốp xốp. Nó có phải gọi là đẳng cấp luôn. Rồi. Đúng là ui, tôi mẹ tay rồi. Mình sẽ nhúng hẳn vào nước chanh. Mình chọn con béo nha anh em nhé. Thế nào? Ngồi đây mọi người ạ. Chuối. Mình hút cả lấy cà chua. Một con này. Đây rồi. Trên mục đêm khuya ăn hàu, không biết tối nay thế nào. Bình thường mà những con hàu mà không béo ấy, là ít khi mẹ anh Em em mình. đã ba con liền một lúc, ba con liền một lúc đi ăn nó đã cái mồm. Cái này nó không có thìa, nó không đấy, nó không xúc được cục thịt của nó.
dùng thìa. Đấy, ăn đã cái mỏ luôn. Ừ. Ba con một nha mọi người nhá. Ba con một luôn. Đúng rồi, nước chanh rồi nè. Đổ nước chanh đi. Tuyệt vời. Mời mọi người nha. Thế nào? Ok không? Hàu hôm nay chất lượng không? Ngon anh ạ. Đây. Đây nha mọi người nha. Chất lượng không? Cái này hơi đầy, mình sẽ cho ra cái đĩa này. Con này cay quá. Cay là do mày đấy. Cho một thằng miếng một tản vào cái quá. Đây cái cục sữa của nó này nhé mọi người nhá. Cục sữa của nó này. Ngon nhỉ. Không được to lắm nhưng mà ok cái thìa đâu. Mời mọi người nhá. Wow. Đã thế. Dùng nước chanh này nha mọi người nhé. Trên cả tuyệt vời. Dùng nước chanh. Dùng chuối xì dầu à. Mọi người thấy cái món hàu này thế nào? Mình thì mình nhận xét là về cái món hàu này là nó chưa được béo lắm. Có những con béo béo. Chưa được béo hẳn anh nhỉ? Không không, không ăn thua. Chưa béo. Hôm nay là mình đi mua cái hàu đại dương mà to bằng bàn tay này. Nhưng mà hết hàng mất mọi người ạ. Đành thèm quá, đành phải quay lại chơi cái món hàu hàu bình thường này. Chơi cái món hàu hàu nhỏ này. Tuy là nó cũng có đấy đấy. Có ngon có béo nhưng mà không thể bằng được hàu đại dương được. Một cục gọi là gì nhỉ? Béo ngậy luôn. Cục sữa nó hơi bé. Những con kia ăn chỉ vài con là đã luôn. Mấy con hàu sữa ấy. Con hàu sữa đại dương nó to thế này này. Cái mảng sữa nó to như thế này này. Làm gì có hàu to như thế? Đây bằng này. Bà cho anh mua đi ăn thử em hả? Ba con một cân. Em chỉ thấy con to nhất bằng này. Hôm nay mua thử đi Hà Nội mua mọi người ạ, nhưng mà không mua được. Không mua được, khá là tiếc. Khá là tiếc nhưng mà với những em hàu như thế này là cũng ok rồi nha mọi người nha. Gọi là ăn tạ. Chống gọi là gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Gọi là giải cơn thèm. Giảm cơm thẻ cơn thèm. Cái hôm mà để ăn được 36 con. Uầy, hôm nào mà thử ăn thử làm một clip như thế này nhưng mà ăn ốc vòi voi nhá mọi người nhá, ăn giòn. Ốc cái này ngon đấy. Quay ra em phải ăn được mấy con ốc vòi voi luôn. Ốc. Nhiều ốc vòi voi sướng. Nhưng phải thái ra phát nha. Anh em mình phải cho vào đá luôn. Xong bắt đầu đổ vào chanh ăn. Mà bảo nữa. Giòn cân cất luôn. Phải khụp. Để được.
Chú ạ. Hào sóng chấm mô tả. Quê. Đẳng cấp. Từng từng từng. Đấy, mọi người thấy cái tiếng chuông gọi là đi ngủ chưa? Hôm nay mãi mình mới đặt được hàu, thế nên là hơi muộn. Mình nghe thấy tiếng tiếng gì không? Tiếng đá. Gáy răng. Nhiều khi thèm đồ sống lắm nhé mọi người nhé. Hôm sau sẽ làm một bữa tôm. Một bữa tôm tôm hùm ấy nhỉ, tôm hùm baby sao. Rồi hôm nào anh em mình làm đúng theo phong cách này nhé mọi người nhé. Sẽ ăn đúng kiểu một mâm như thế này. À, cho mọi người chết thèm. Úi dồi ôi, mình cứ nhớ đến những cái lần mà nằm ở trên giường ấy, mà tối tối khoảng tầm 10 11 giờ ấy, xem người ta ăn. Ôi giời ơi, đó. Làm một dậy con dậy úp mì tôm ăn luôn. Tôm mũ ni ấy. Hả? Anh biết cái cắt cắt con này không? Hử? Em biết kiểu em mới học được một skill gọi là bẻ vỏ tôm mũ ni bằng tay không. Đấy. Mới học trên TikTok thì chưa được thực hành bao giờ. Người ta bấm như bấm mũi thật đấy. Căn bản là anh em mình chưa được ăn tôm mũ ni. Hôm nào mình sẽ thử mua tôm mũi ni về ăn nhé. Úi trời ơi con này. Con này là con xuất sắc nhá. Đây là một con hàu xuất sắc trong đám hàu kìa. Trong đám hàu nhỏ nhỏ này. Như thế này là xuất sắc lắm rồi. Đéo à. Ui, con này trắng tinh. Ngọc trai, ngọc trai. Hàu ngọc trai. Con này sắp ra ngọc à. Đẳng cấp. Con này là một con xuất sắc à. Nhìn xuống nhỉ, vô vô cái mà chỗ đấy nhìn nó béo anh nhỉ. Nhìn phê rồi đấy. Em phải chọn một con thật béo. Chén. Hình như ông cho mù tạt là hơi ít. Đấy, con đấy chả béo à. Chưa quấy hết thôi. Ngon mọi người ạ. Wow, lâu lắm mà ăn đồ sống, hôm nay thỏa đam mê đấy, thỏa đam mê. Căn bản là anh em mình tốt bụng, anh em mình tốt bụng. Anh em mình ăn đồ sống thoải mái luôn. Ăn đồ sống gần như là bây giờ bụng lì rồi, chai rồi. Không phải bây giờ anh em mình phải lựa chọn những cái món đồ sống nó ok một tí chứ không ăn theo kiểu kinh dị như kiểu gỏi cá nhảy. Hơi kinh dị một tí. Món đấy anh em mình cũng ăn được nhưng mà không ngon lắm, không ngon lắm. Không như giống như gỏi cá ba vì nhà anh em mình. Hôm nào có một người chuyên làm ăn về đồ ăn như kiểu anh em mình đang làm này, sắp sửa lên trên chỗ mình. Ui. Đấy. Chị Quỳnh Trần cuộc sống ở Nhật. Quỳnh Trần GP. Hôm idol, sau, idol, idol mình chuyên ra xem xong rồi giỏi dãi. Chuyên Mao Đệ là chuyên xem chị Quỳnh Trần là ăn cua hoàng đế với lại hải sản. Xong về mình mai... ăn cơm nguội với cả cá khô ấy. Ngon nữa rồi, thèm. Mao Đệ thì nói chung là nó hay xem top top với lại YouTube á. Mai chị lên mình sẽ tiếp đãi chị cái món đặc sản đặc biệt của anh em mình, đấy là món gỏi cá ba vì. Gỏi cá ba vì nó sẽ khác hoàn toàn với mấy cái món gỏi cá Tây Bắc nha mọi người nhé. Trời. Rồi khả năng clip này mình sẽ tạm dừng ở đây. Chủ yếu là anh em mình muốn thử test cái đôi mic anh em mình đang đeo trên này. Nó tên rất là nhỏ. Nó tên là cái gì nhỉ? Em chưa biết được. Vin, nói chung là cũng không biết được. Trên thị trường thì anh em mình cũng không biết. Ai mà muốn mua thì anh em mình lấy hộ đi. Một bộ này là có 600 mấy thôi. Nó thua mày đấy. Ngày trước mình mua cái bộ này tận 5 triệu. Tận 5 triệu mà dùng phức tạp. Ngoảng lắm. Bộ này thì ok, dùng cho iPhone thì quá thoải mái luôn. Livestream cực kỳ tốt. Và thu âm mình đang quay video này cũng khá là ok nhá. Mọi người chờ anh em mình nhá. Hoặc là liên hệ vào số
hoặc là để lại comment ở phía dưới, hoặc liên hệ vào số Zalo 0585898688 cho anh em mình. Anh em mình sẽ mua hộ mọi người thôi. Alo alo, má đệ đẹp trai. Quá tuyệt vời luôn. Bye bye tất cả mọi người nha. Chào mọi người nha. Và kết thúc với mọi người. Thèm giọt sái. Chào mọi người nha.